Rồi Linh chào buổi tối tất cả mọi người. Thì tối nay tiếp tục Linh đi thăm Lào Đêm mọi người. Mình cũng vừa chạy qua tới điểm. Bữa nay trời thấy tình hình thấy nó im gió, đỡ quá. Hôm qua thì có sóng chập chả mọi người. Bữa nay thấy nó im gió nè. Trời này bềm bẹp kêu. Cái cây chai nghề nè. Đi đâu lên cầm cái đó, cầm để mình cột xuồng lại, móc xuồng vô để nó không có nước nó không có trôi. Cái này được 3 con mọi người. Trời, bữa nay sao được ngon quá vậy. Cái đầu tiên dính 3 con rồi. Một con nè, 2 con, con nữa, 3 con. Cái đầu tiên coi bộ ngon nha. Chụp sùng của Nguyên. Bữa nay hết mồi mọi người. Bữa nay toàn bộ là Linh vô dừa hết luôn. Dừa này hồi sáng Linh ngâm cũng mấy tiếng rồi, nó cũng có dầu rồi. Giờ này người ta đi phe nè mọi người. Tối nào nước sát ta cũng đi te. Một con đeo rồi. Dính con nè mọi người. Dở lên nó đeo ở trên luôn. Dở lên đeo lòng thòng. Thì thăm đêm này thì cũng còn vài bữa nữa nó xây lại ngày mọi người. Hôm nay thăm đêm cũng 4 ngày, 4-5 ngày vậy. Chắc cũng không lâu nữa đâu, nó cũng quay lên ngày, nước ngày. Thăm đêm quen rồi, giờ thăm lại ngày cái nó sóng gió, mệt. Mình chỉ phái thăm đêm thôi cho nó yên tĩnh. Trời ơi, 2 con.
hai con ngon quá. Kẹp. Hai con mọi người. Bữa nay thăm hay sâu mọi người. Nó hơi cao. Chữ hao dài xuống dưới á. Nó giật cạn á. Chứ ở đây mình thăm cạn là mình thăm dài dưới không kịp, cạn khô luôn. Nước bữa nay không biết còn rút không nữa. Hôm qua lên về sớm. Này dính tượng con. Dính tượng con nhỏ mọi người. Đèo. Được hai con nhỏ mọi người. Tôm chút tẳng không. Giờ này mấy anh em mới chạy qua thăm mọi người. Linh thường đi sớm hơn mọi người. Cứ tiếng hồ vậy. Mấy người kia thì đợi nước cạn cạn lòi móc vậy nè. Mấy qua thăm. Còn cái bãi này thì nó mau giật đó mọi người. Nên mình đi sớm hơn người ta. Này dính được hai con mọi người. Cái này còn dừa, mình để lại. Lá chỗ này ngon quá. Hổm gà có dính mà chưa thấy nào bự hết trơn, nhỏ nhỏ vậy không.
dính được hai con. Hai con tôm lứa. Ây da kìa. Lú móc hết. Người dính được hai con mọi người. Hai con đều ngon quá. Ở trên đây nè, đi hút luôn. Nửa ký vậy, chút chút mà. Nó bự đó, tiêu sao mà. Vô lờ mày hết rồi, còn gì nữa. Cái gì? Chốt không à. Không qua đỡ, không qua được nhiều. Nữa. Kém tôm ít quá. Nhỏ nhỏ mà gạch không ha. Đặt tới giáp móc dữ không? Nhược là cắm xuống dưới luôn á hả?
chút chút, nhảy hết sức nhảy. Ok. Nhỏ quá thả. Bắt nó làm gì có to lớn đó. Cho mấy tay nó ăn. Sáng móc được hai trái, hai ba trái vừa khô vài con mới sức rồi. Vừa mỏng quá hả? Nhiều thì nhiều với mà mỏng, nó mỏng lét à, mau mau lắm, nhiều thiệt nhưng mà nó mau. Nãy giờ nói chuyện với đồng nghiệp mọi người, cũng đi đặt lợn chung, đặt giáp mí lên luôn nè. Hết bãi đặt rồi, giờ đặt chung hai người chung bãi này, bốn con mọi người. Chia nhau mà sống. Được nửa dàn lờ rồi mọi người. Bữa nay chắc tôm nó ít hơn qua quá. Cái tình hình này thấy nó yếu quá, yếu à. Dính đường con. Tôm nhỏ nhỏ. Bữa nay em ngu à, không thấy lú ngoe gì. Được con mà nó nhỏ thấy, tôi học thấy luôn, tưởng nó không có lên giặt lờ, nó mới gớt xuống nè. Tôm hôm nay càng lúc nó tệ hôm qua nữa. Hôm qua cũng được mớ trồng trọng cũng đỡ. Bữa nay chút chút không à. Hết dặn lờ bữa nay không biết được 1 ký không nữa. Dính đường con mọi người.
dừa này á, mình để một miếng lật qua miếng lật lại á, cho nhìn thấy trắng hai đầu á mọi người, vậy nó hay hơn. Miếng để lật bề trắng bên kia, miếng bề trắng bên đây, nó nhìn nó sáng sáng mồi á, nó nhạy hơn. Này dính được hai con. Nó ăn banh chành miếng dừa hết trơn. Miếng dừa mà nó ăn còn có cái lát hay không nè, còn có cái da không. Nước bữa nay rút chậm hơn hôm qua mọi người, ngày nó càng rút chậm nha, là bắt đầu cái nó xây lại, là đêm nó ương lại, ngày bắt đầu cái nó sát. Dính con, hôm qua chỗ này dính 4 con nè, con tàng hen. Mình đi thăm này đó, còn nước này nè mọi người, mình thăm nó khỏe lắm, còn nó trễ quá nó cạn, nước nó cạn nhất à, xuồng của mình nó hết tới dưới á, đẩy nó mệt lắm. Con tàng hen nữa. Ủa này không phải, này lòng máng. Mấy cái chỗ nè, mấy cái vực không nè, bởi mình cầm cho nó chắc cú được, mình cầm không chắc á, nước nó sẹp sẹp á, cao tốc nó chạy ngang, sóng nó quýnh xúc lên hết. Dính hai con nhỏ xíu. Cái này có dính con, thế nó lú càng kìa. Con cũng nhỏ mọi người, mới lú càng ra
hai con, con bự nè. Con này bự. Đẩy nó ra ngoài để cái này nó vô cái hôm nó sóc cái nào gãy hôm hết luôn. Sợ nhất là nó sóng đánh á, vô hôm mình nó thục tới thục lui hư hết trơn. Con chậm quá mọi người, sớm giờ mới thấy. Sớm giờ mới thấy con chậm. Mồi còn ngon quá khỏi thai. Cái này dính con bự quá mọi người. Dính mấy con chậm chậm nè. Nó mau có ký. Còn mấy con gí lâu chết luôn. Dính mấy con vậy mới thấy ham. Hôm qua còn cái không biết đặt chỗ nào, thấy cái bụi lá chỗ này ngon quá mà đặt đại, sợ cái bụi lá nó chóc nè mọi người. Nè, có chóc ra hết bụi rồi nè. Sợ nó chóc bất tử á, nó trôi ra hư hết cái lợn mình. Còn hết chỗ đặt rồi, đặt đại. Đè luôn rồi còn gì nữa. Trời, nó đè dính hết nửa cái rồi. Dính con tôm. Cái này đi mọi người, về đi. Để đây không ổn đâu. Mình kiếm chỗ nào nhét nữa. Mùa này tép bạc, ủa tép bầu trứng không à? Ngon hết sức ngon, tép bầu. Vô mùa tép bầu à. Bỏ anh đây. Mình kiếm chỗ nào trống trống nhét nó. Gần mấy cái bụi lá ghê quá. Chóc bất tử. Ừ.
cạn đó, mà không thấy lúa ngoe, thấy sông rồi. Nhỏ quá mà bởi vậy đâu lúa ngoe đâu có thấy. Một xíu rồi mọi người. Nè. Ăn cái miếng dừa là cùi chứ. Cứ hai bữa cái mình đem dừa theo dặm. Ăn nhanh lắm. Có thấy con mắt đỏ đỏ con mọi người. Thấy con mắt đỏ đỏ thấy phái. Đây cũng được à. Mắt đỏ đỏ này, lú gâu nhỏ xíu. Ba con mọi người. Con. Hai con. Ba con. Con sùng cũ bữa trước tới giờ còn. Cũng còn có mấy cái nữa hết rồi mọi người. Cái này dính được một con. Cái này thấy có con mắt đỏ đỏ rồi đó mọi người. Rồi, nằm đương mắt đỏ nè. Nè mọi người thấy không? Nè, nè. Lặn xuống rồi. Con này cũng chậm á. Con này chậm mọi người. Miếng dừa còn ngon quá, để lại.
cái rãnh chỗ này ngon lắm, lần nào cũng dính. Này bữa nay ít rồi mọi người, hơn ký luôn. Có lũ gầu, lũ gầu. Trời, cái này gãy hôm chân luôn. Hên là nó không ra. Tôm chậm nó sức luôn á. Hên hôm nó gãy hết trơn rồi. Trời ơi. Nó búng ra là tát nè mọi người. Con này chắc chết quá. Rồi thay hôm nó vô. Mình có mua mấy cái bịch dây rút đó mọi người. Thay hôm cho nó nhanh á. Thọt rút vô thay nó nhanh, còn dây tép cột lâu lắm. Nó búng búng bể hết trơn mấy cái hôm cũ cũ á, búng gãy cây hết. Cái này dính hai con mọi người, nằm khô luôn rồi. Con tàn hang, con tôm trứng, rồi còn hai cái cuối cùng mọi người, hai cái cuối cùng nữa là như dính con nè, lu gâu rồi đó. Hai con luôn. Quá ngon, quá ngon. Đây căng lửa. Hai con. Cuối cùng quá ngon lành. Còn cái nữa mọi người. Cái lỗ này thầm lần nào cũng dính. Rồi còn cái cuối cùng, cái cuối cùng này cũng có nè mọi người, cái lú gâu nè. Đứt bự nhỏ thôi. Con bự quá. Bành kỳ á, kẹp. Rồi hết rồi mọi người, bữa nay thành quả cũng ở đây.
một bịch nha mọi người. Bịch này chắc chừng ký mấy à, chừng ký ký ba. Nó cũng nhém nhém à, nhém nhém như hôm qua vậy đó. Rồi giờ Linh thay mồi, rồi mình thay đồ chuẩn bị về mọi người. Rồi thì Linh cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn theo dõi video của Linh. Linh xin hẹn cô chú anh chị và các bạn trong video kế tiếp. Linh cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì có lẽ thì chắc cũng vài bữa mọi người, vài bữa nữa mình xây lên nước ngày rồi. Linh quay nhìn thấy rõ cho mọi người xem chứ buổi tối thì nó hơi thiếu thiếu sáng á. Rồi Linh cảm ơn mọi người rất nhiều.